Cùng thời điểm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta trên khắp cả nước đã tổ chức nhiều trận đánh, góp phần chia lửa với chiến trường chính Điện Biên. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chiến trường, chúng ta đã buộc quân Pháp phải phân tán lực lượng, bị động đối phó và không thể tập trung được lực lượng cho Điện Biên Phủ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Quá trình chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ mở màn, thì như vậy là Thường trực Quân ủy cũng như Bộ Tổng Tư lệnh của Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ thị cho các mặt trận, như vậy là đồng loạt tiến công quân Pháp trên tất cả các mặt trận nhằm chia lửa và phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ, với mặt trận Điện Biên Phủ. Và cái chủ trương đấy đã được các địa phương, các đơn vị trong toàn quân, các địa phương trên cả nước hưởng ứng rất là có hiệu quả. Đường lên Điện Biên Phủ những năm 1954 thực sự là một trong những cung đường khó khăn. Trong khi đó, để xây dựng một căn cứ như Điện Biên Phủ, quân Pháp đã đưa đến Việt Nam một hệ thống hậu cần khổng lồ. Hệ thống này sẽ đảm nhiệm vận chuyển quân cũng như trang bị vũ khí, đạn dược từ các cảng của miền Bắc, đặc biệt là Hải Phòng và các kho tàng lớn đặt tại Hà Nội, Thái Nguyên. Một trong những hệ thống quan trọng nhất của hệ thống vận tải này đó chính là cầu hàng không giữa sân bay Cát Bi, sân bay Gia Lâm và sân bay Mường Thanh. Hệ thống ba sân bay này đã tạo nên một cầu hàng không vô cùng hiệu quả. Vì thế, muốn hạn chế sức mạnh của Điện Biên Phủ thì không có cách nào tốt hơn là chặt đứt đi nguồn tiếp tế của chúng. Để thực hiện điều này, một kế hoạch táo bạo của quân và dân Hà Nội đã ra đời. Sân bay Gia Lâm nằm trên một khu đất cao bằng phẳng kẹp giữa đường số 5 và đê sông Hồng thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên ngày nay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 3,5 km về phía đông bắc. Sân bay có hai đường băng lớn vuông góc với nhau theo hình chữ T. Vào thời điểm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, sân bay này thuộc huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, phía bắc giáp thôn Gia Thụy và xã Việt Hưng, phía tây là hồ Lâm Du. Từ hồ ra đến bờ sông Hồng là một bãi rộng thuộc xã Bồ Đề, phía nam giáp xã Long Biên, phía tây nam giáp đê sông Hồng, phía đông nam giáp xã Thạch Bàn. Sân bay có hai cổng, cổng phía đông thông ra đường số 5 gần thôn Sài Đồng và cổng phía tây bắc thông ra thị trấn Gia Lâm và được canh gác nghiêm ngặt. Sân bay Gia Lâm là căn cứ không quân lớn của địch, nơi máy bay địch xuất phát đánh hậu phương của ta, chi viện các cuộc tiến công và tiếp tế cho các mặt trận trên chiến trường Bắc Đông Dương. Tại thời điểm đó, địch bố trí lực lượng bảo vệ sân bay rất hùng hậu, có pháo binh, xe tăng, tàu chiến và các hệ thống đồn bốt dày đặc. Bao bọc bên ngoài sân bay là nhiều lớp hàng rào thép gai có cài mìn xen kẽ và hệ thống vành đai bom kè, đồn bốt bảo vệ. Ban ngày thường xuyên có một tiểu đội lính Âu Phi mang theo chó Berger đi tuần trên đường băng, xe bọc thép tuần tra ở rìa đường băng. Ban đêm, hệ thống đèn pha chiếu sáng khắp sân bay. Mỗi lần nghi ngờ quân ta hoạt động, địch cho máy bay lượn quan sát. Phía ngoài sân bay, địch thường dùng từ 2 đến 3 xe bọc thép tuần tra từ đê sông Hồng qua Thạch Bàn, ra quốc lộ 5 đến phố Gia Lâm rồi trở về. Ngoài ra, chúng còn bố trí lực lượng mật thám chỉ điểm Hội Tề Hương Dũng thường xuyên sục sạo vào các làng xã xung quanh để nắm tình hình hoạt động của ta. Ngày 4 tháng 3 năm 1954, thì như vậy là bộ đội địa phương, lực lượng vũ trang địa phương cùng với lại dân quân du kích Hà Nội, mặt trận Hà Nội đã tổ chức một cái trận tập kích vào sân bay Gia Lâm. Chúng ta biết là cái sân bay Gia Lâm và sân bay Cát Bi là hai sân bay được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, được xem như là hai cái hậu cứ hậu cần lớn và là một trong những cái trung tâm đầu não của cái cầu hàng không mà quân Pháp hy vọng để chi viện cho phục vụ cho cái tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thì đó là ngày 4 tháng 3 chúng ta tổ chức, chỉ với lực lượng như vậy chỉ có 16 cán bộ chiến sĩ cùng với một số dân quân, một số du kích, mà chúng ta đã bất ngờ tập kích vào cái sân bay, mở cái cuộc trận tập kích bất ngờ sân bay Gia Lâm. Trong một khoảng thời gian rất ngắn đã tiêu diệt 19 cái máy bay của quân Pháp ở sân bay Gia Lâm và bắn cháy và đốt cháy một cái kho nhiên liệu, đồng thời như vậy là phá hủy
một cái xưởng sửa chữa máy bay của quân Pháp ở sân bay Gia Lâm. Phải nói là một cái trận đánh mà đạt hiệu suất chiến đấu rất là cao. Trận đánh sân bay Gia Lâm đã giáng một đòn choáng váng vào thực dân Pháp. Hệ thống cầu hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc hoạt động của đầu não sân bay Gia Lâm bị đình trệ. Xưởng sửa chữa máy bay cũng bị hư hại nghiêm trọng. Thế nhưng, vì vẫn còn một sân bay chiến lược nữa còn hoạt động, đó chính là sân bay Cát Bi, nên hoạt động của cầu hàng không từ cảng Hải Phòng lên Điện Biên. Sau trận tập kích vào sân bay Gia Lâm, thì mức độ báo động ở sân bay Cát Bi cũng được thực dân Pháp đẩy lên mức cao nhất. Nhưng chúng cũng không thể ngờ, chỉ sau 3 ngày, bộ đội ta lại tiếp tục tập kích sân bay này. Sau đấy 3 ngày, tức là vào ngày 7 tháng 3 năm 1954, 6 ngày trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, thì như vậy là lực lượng vũ trang Kiên Nam với 32 cán bộ chiến sĩ cùng với như vậy là 3 du kích dẫn đường đã mở cái cuộc tập kích bất ngờ, mở cái trận cuộc tập kích vào sân bay Cát Bi và tạo cái đám cháy ở sân bay Cát Bi, nó kéo dài suốt như vậy là 17 tiếng đồng hồ. Phải nói một cái trận đánh gây chấn động rất là lớn, nó làm tê liệt toàn bộ, hoàn toàn cái gián đoạn cái cầu hàng không của quân Pháp để chi viện cho tập đoàn cứ điểm Biên Phủ. Nhờ có hai trận đánh bất ngờ và đầy táo bạo diễn ra chỉ trong 3 ngày mà quân và dân Hà Nội, Hải Phòng đã gần như vô hiệu hóa hoàn toàn cầu hàng không khổng lồ của thực dân Pháp chi viện cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Như thế để thấy rằng như vậy là hai cái trận đánh diễn ra hai cái thời điểm nhạy cảm cách nhau chỉ có 3 ngày thôi, nhưng mà đó là trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, nó đã có ý nghĩa như trên ta đã nói, giá trị vượt xa những cái trận đánh thông thường và giá trị trận đánh mang tầm chiến lược là vì ở cái chỗ đó. Thứ nhất tức là nó làm tê liệt cái cầu hàng không của Điện Biên Phủ, bởi vì cái tập đoàn cứ điểm Biên Phủ chủ yếu tồn tại được là nhờ vào cái cầu hàng không tiếp tế vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, thậm chí cả nước uống cũng tiếp tế qua cầu hàng không. Một khi mà cầu hàng không bị gián đoạn, bị tê liệt, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức chiến đấu của cái lực lượng là đồn trú ở tập đoàn cứ điểm. Đấy là chưa kể về mặt chính trị tinh thần, nó gây nên một cú sốc, một cái tác động rất là lớn, tác động kép, nó gây nên cái sự hoang mang đối với bộ chỉ huy quân Pháp ở Bắc Kỳ lúc bây giờ, ở miền Bắc lúc bây giờ, cũng như đặc biệt là đối với bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cũng như binh lính đang đồn trú ở trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cho nên hai cái đánh, một tức là về mặt quân sự chúng ta đã tiêu diệt một lực lượng lớn máy bay, sân bay Gia Lâm 18 chiếc, sân bay Cát Bi 59 chiếc, cái lực lượng máy bay quá là lớn, quá sức chịu đựng của không quân Pháp lúc bây giờ. Rồi chúng ta đốt cháy được những cái kho nhiên liệu, chúng ta phá hủy những cái cơ sở để phục chế, cơ sở để mà sửa chữa máy bay, và chúng ta có thể nói rằng với những trận thắng này, chúng ta đã thực hiện thắng lợi được cái ý định, cái chủ trương của Trung ương Đảng, tức là chia lửa và phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ. Nhưng đồng thời nó cũng có một bên cạnh đấy, nó còn có tác động là góp phần phát triển cái chiến tranh du kích. Và không chỉ có hai trận đánh ở Hà Nội, Hải Phòng, khắp cả nước, phong trào đánh Pháp để chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ đã diễn ra sôi nổi. Điều này đã khiến cho thực dân Pháp phải chia nhỏ lực lượng mà không thể tập trung vào chiến trường Điện Biên, khiến cho cục diện chiến trường dễ thở hơn. Chính sự chia lửa này đã góp một phần quan trọng vào chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954.